con ơi, mày làm gì mà lâu thế? Ô hay cái thằng này làm gì mà lúi húi ở dưới bếp thế hả? Nhanh lên con ơi. Ôi con đây ông ơi. Ông cho con đóng cái cửa. À đóng cửa, thằng này cẩn thận thế tốt. Đi con. Ông ơi. Hả? Thế mình đi luôn chứ không ăn lót dạ cái gì hả ông? Làm gì mà phải ăn, bụng để đừng chữ con ạ. À, hôm nay ông là ông đi kém rể chứ có phải đi đánh vật đâu mà phải ăn. Ôi bà, con cũng chịu thua ông đấy, ông đúng là người rời đâu khác, không cần ăn cũng sống được. Dạ uống nước ạ. Xong hết chưa hả ông? Xong hết cả rồi, chỉ chờ họ đến là ta tuyển. Ừ, mà tôi đang lo đây. Ôi giời, lo cái gì mà lo? Tôi lo không có ma nào nó đến. Tôi chỉ sợ tí nữa cái sân nhà mình này này chật không có chỗ nào mà đứng nữa ấy. Ông xem con gái nhà mình đấy, ôi dồi ôi, nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế cơ mà. Ông ơi, đúng nhà này đâu ạ? Đây à, đúng nhà địa chủ đây à? Vào vào đi. Qua đây, qua đây. Qua đây cho hỏi, đây có phải là nhà địa chủ mà đang tuyển con rể phải không? Chuẩn. Thế ông cũng định vào thi đấy à? Vâng. Mà này, trong đấy có cái lão tránh già, lão mưu mô xảo quyệt lắm đấy, không cẩn thận á thua đấy. Đến lão... tôi còn thua kìa. Lão già ấy. Vâng ạ. Con anh cứ đùa. Đùa cái đầu nhỉ ông. Rồi vào mà thi. Lão ai? Ai? Ai dám thi với tôi? Vào hết cả đây. Tôi xin được thi thố cùng ông. Thưa ông bà, tôi không phải là một người to béo, nhưng có sức dẻo dai. Tôi thách ông tránh đây vật được tay tôi đấy. Là người dám? Sao không dám? Tiếp đi, tiếp bây giờ gì? Tốt, ta đồng ý cho phi. Ông, hình như là họ đang thi rồi ông ạ. Mày hỏi ngu thế, không đang thi thì là gì? Nhưng mà ông ơi, hả? Có thấy thịt trâu thịt bò gì đâu hả ông? Mày lại ngu toàn tập rồi. Này, thi thố xong họ mới cho ăn. Cho mày ăn trước, mày bỏ về, lấy ai mà thi? Xem đi. Ôi ông ơi, theo ông thì cái ông già mà cụt tay kia, với cả cái thằng gầy như mõ kia thì ai thắng hả ông? Lại ngu rồi, ông mày sẽ thắng chứ còn ai? Hai đứa kia vứt vì ông mày cốt cách thanh tao. Mà xem đi. Thưa ông bà, tuy tôi không phải là người to béo nhưng có sức dẻo dai. Hách ông tránh đây vật được tay tôi đấy. Là người dám? Sao lại không dám? Dám thì chơi. Tốt, ta cho phép anh thi tài. Không có, yên tâm. Cố lên ông ơi, ông ơi, con chồng lão già này quỷ quyệt lắm, hình như chính lão ấy là người vật thắng cái thằng to cáo đen hồi vừa nãy ông ạ. Mày nói đúng đấy. Đúng rồi, gừng càng già càng cay. Này, nhưng lão này làm gì được cốt cách thanh tao như ông. Cố lên ông ơi, tôi thấy thi thố kiểu này là không ổn đâu ạ. Hai cái người này nhá, không thể nào lọt vào mắt xanh của con gái mình đâu. Thi cương tay này cơ bà, nghĩ ra mà bà lại bỏ không ổn. Tôi thấy cái thằng này được đấy, nó dẻo dai ra phết. Đi ông, cố lên ông ơi, bật đi. Cố lên, ông ơi, ông em sao thế? Ông ơi, chạy ra đây. Anh lên đường, tôi thắng nhau. Thưa ông bà, tôi xin chịu thua. Nào, còn ai dám thi với ta được không? Vào đây. Thôi, không phải thi nữa. Vòng này, coi như ông tránh đã thắng cuộc. Ông tiếp tục lọt vào vòng cuối cùng. Xin thưa với bố mẹ vợ cứ ra đề. Con xin sẵn sàng thi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Như mọi người đã biết, con gái tôi là cành vàng lá ngọc, lại thích một chút võ nghệ. Chúng tôi muốn tuyển chọn cho con gái tôi một tấm chồng
biết nhẫn nhịn và biết chịu đựng. Ông bà yên tâm, sức chịu đựng thì tôi có thừa. Mực đâu? Dạ. Mang gậy cho bà. Dạ vâng ạ. Thưa bà, gậy đây ạ. Xin thưa bố mẹ, bố mẹ lấy gậy ra để làm gì ạ? Anh nằm sấp ra đây. Nằm sấp ra đây cơ ạ? Nằm thì nằm, xá gì? Làm gì thì làm đi. Mực, chuẩn bị. Nếu ông chịu được 20 đòn này thì ông sẽ là người thắng cuộc. Còn nếu không, ông sẽ thua cuộc. Đấy. Khoan, tôi già như thế này chịu 3 đòn làm sao được, hơn chi là 20 đòn. Tôi xin thua cuộc. Mới nhưng cô chủ xinh lắm. Xinh cũng chịu. Thưa bà con, ông Chánh chính thức đã bỏ cuộc. Như vậy ngày hôm nay là không có ai trúng tuyển. Vậy à, xin hẹn bà con tổ chức vào một ngày khác ạ. Ôi ông ơi kìa. Khoan. Thưa ông bà và bà con, tôi sẵn sàng chịu 20 đòn. Tôi vào thi. Trông dáng dấp có vẻ thư sinh, lại còn có sức khỏe nữa. Nếu chịu đựng được thì hãy nằm sấp ra đây. Thưa với ông bà, tôi cốt cách thanh tao. 20 đòn với tôi xá lì. Nhưng với điều kiện, ông bà phải cho chúng tôi xem mặt con gái ông bà trước đã. Cái việc này được rồi. Nếu anh dám chịu đòn thì tôi sẽ đưa con gái ra đây để cho bà con nhìn thấy mặt. Nhưng trước tiên anh phải chịu 5 đòn đã. 5 đòn. Ông ơi, ông còn nghĩ ngợi làm gì nữa? Đây là cơ hội mình đang có một đây. Ông chỉ phải chịu có 20 đòn mà vừa lấy được vợ xinh mà lại còn vừa giàu nữa. Ông còn chần chờ gì nữa nào? Hả? Này, mà trước tiên chỉ phải chịu có 5 đòn thôi. Đúng. Mà tao lấy được vợ, tao vẫn giữ được con cách thành tao. Đúng rồi, thế thì tao phải làm vậy thôi. Thưa hai ông bà, ông chủ tôi xin chịu trước 5 đòn. Nhưng nếu sau 5 đòn ông chủ tôi vẫn chịu được, mong ông bà hãy mang con gái mình ra đây để cho bà con xem mặt. Ông bà có đồng ý không ạ? Đồng ý. Nếu chịu đòn được, ta sẽ mang con gái ra đây để cho mọi người nhìn mặt. Còn có bà con ở đây làm chứng cơ mà. Được. Giữ lời hứa chứ. Ông cố chịu nhá. Nó như con kiến nó cắn vào mông nhưng mà. Mày không phải kích bác ông. Ông lấy được vợ mà vẫn giữ được cốt cái thanh tao. Ông sợ gì? Chơi luôn, ông không sợ gì. Mực đâu? Đánh. Ông ơi, chết rồi ông ơi. Ông ơi. Ông làm sao không ơi? Không, mày tát vào mặt ông cái. Tôi sẽ giữ lời hứa đưa cháu ra đây cho bà con xem mặt. Hầu đâu? Đưa cô ra đây. Bà đồng ra đấy. Không biết sinh không? Nếu mà sinh thì ông chịu còn. Thì anh dậy mau, gọi cô chủ dậy mau lên. Ôi dồi ôi, không được đâu. Vừa mới ngủ xong,
đang ngủ say lắm, bây giờ mà gọi dậy là bị ăn đòn đấy. Trời ơi, nhưng mà ông bà bảo phải gọi cô chủ dậy để còn dẫn ra ngoài cho khách xem mà. Vừa nãy trước khi ngủ nghe lỏ thế hết rồi. Mà này, sao cái ông ấy gan thế nhở? Dám chịu đau để lấy cô ấy à? Giá như chị em mình được như cô ấy thì tốt. Trời ơi, ngồi đấy mà mơ mộng, bảo gọi cô dậy cơ mà. Có gì đấy? Cô chủ. Đã đến giờ ăn rồi à? Cô dậy rồi à? Em mời cô ra sân ăn cơm ạ. Bảo sao tao bị đói. Cô. Hả? Cô chủ đưa phải đội. Đội cái này vào đã. Sao lại bị đội? Ôi, không cần phải hỏi. Không, cô giữ nguyên đấy. Này, cô nghe em nói này. Gì? Ông bà dặn em là phải đội mũ vào cho cô, bởi vì có rất nhiều người đội cô ở ngoài kia. Bây giờ mình sẽ ra ngoài gặp mọi người, sau đó mình vào ăn cơm nhé. Thế cũng được. Nặng khổ quá. Đi ra ngoài đứng đấy làm gì đấy? Vâng, em ra ngoài đây. Mời cô ạ. Ừ, được rồi. Đây. Con gái ông bà sắp ra rồi đấy. Lâu lâu thế. À, bà con cứ bình tĩnh, cứ từ từ rồi con gái của tôi sẽ ra. Ôi giời ơi, đây là con gái của tôi đây ạ. Phải nói là con gái của ông bà mút mát trông cứ như là con bò cái. Ông lại bảo con gái như thế như con bò cái. Con trông như con voi mẹ. Đúng mày, mút cách thanh tao của tao mày để đâu? Mày nói ý nhỉ? Nào, cho chúng tôi xem mặt con gái bà nào. Bỏ khăn ra cho cô. Dạ vâng ạ. Cô quay ra đây ạ. Nào, 1, 2, 3. Đây ạ. Đây. Mấy cái người kia làm sao ấy nhỉ? Con gái người ta lá gọc cành vàng xinh xắn như thế này, đúng là cái loại mắt không có trong. Con gái bà đẹp quá cho nên họ bỏ chạy hết rồi. Thôi mà không cần, họ đi thì đi, không cần thiết nhá. Cái quan trọng là con rể của tôi vẫn ở đây là được. Sao? Làm sao thế này? Làm sao ấy ông nhỉ? Này, có khi chúng nó chết đứng vì sắc đẹp của con gái bà đấy. Chết đứng thì chết đứng một đứa mà chứ, tại sao lại chết một lúc cả hai đứa thế này? Ôi gì? Ông để đấy thôi. Chị Lành ơi, còn cần cái gì nữa không nhỉ? Đầy đủ rồi đấy. Thêm cái đùi gà này nữa được rồi. Thôi đi vào luôn đi ông các cụ đã. Tự nhiên là lăn ra mà ngất thế này rồi. Khổ quá trời này. Con này. Này ông ơi, chắc là đói quá mà ngất đấy, chứ không phải là vì nhìn thấy con gái mình xấu mà ngất đâu ông ạ. Bà chỉ phỏng đoán, có giỏi thì bà thử làm cho nó tỉnh đi nào. Được rồi, ông hãy xem đây này. Ừ.
thấy chưa? Lại đây anh. Ôi, trông nàng đẹp quá. Trông thật là thanh tao. Thanh tao quá. Mình ơi, Mình. Xin ông bà cho nó cái đùi gà này. Các anh cứ tự nhiên nhá. Cứ tự nhiên. Ông cầm hộ cho. Ngon. Dạ. Của mày đây. Ăn đậu. Dạ. Cái đùi gà này. Ông để con cầm cho. Ông cứ nói chuyện nhá. Nào, mời ông bà. Ai chà chà. Nhà ông bà giàu có quá nhỉ. Này, toàn gỗ tốt thôi. Nhà này mà cháy là lúc cháy là chắc là cháy to lắm. Hả? Vâng. Anh ơi, tôi hỏi không phải chắc nhà anh giàu có lắm nhỉ? Cũng chẳng giấu gì ông bà. Nhà tôi là nho nhã, rất giàu có. Mà được cái là rất thanh tao. Thế hả? Trời ơi, thế thì tốt quá còn gì nữa. Này ông ơi, có khi mình tổ chức lễ cưới cho chúng nó luôn đi ông ạ. Tổ chức luôn? Luôn. Cưới luôn nhỉ? Cưới à? Cưới ai? Có phải cưới cái cô béo như voi mà mặt to như mặt lợn không? Này. Tôi nói cho anh biết nhá. Anh không được nói con gái tôi như thế nhá. Ủa? Con gái tôi nhá, mặt nó đẹp như là tranh như thế nhá. Mặt nó đẹp như là hoa đào, hoa ban như thế nhá. Mà anh lại dám nói xấu con gái tôi à? Hả? Mà này tôi nói cho anh biết nhá. Anh bây giờ anh không lấy nó không được đâu. Đúng. Một khi đã nhìn thấy mặt nó rồi, anh mà trốn nhá, anh mà chạy làng nhá, là tôi sẽ kiện anh lên quan. Đúng, kiện lên quan. Ông bà cứ bình tĩnh. Cái việc cưới vợ với tôi không phải kén chọn nặng gì đâu. Miễn là cô ấy phải có cốt cách anh tao. Thế tốt. Biết nhường trên, nhịn dưới. Là tôi ưng rồi. Rồi. Tốt. Anh cũng biết đấy. Chúng tôi chỉ có một bụng con gái. Vâng. Vậy thì anh lấy đứa về. Anh sẽ chăm sóc vợ anh như thế nào? Anh ra kể cho chúng tôi nghe như thế nào? Anh nói cho chúng tôi nghe xem nào? Cho chúng tôi yên tâm. Việc đấy dễ rồi. Cô ấy đã béo như thế rồi. Khi tôi cưới cô ấy về nhà nhé, tôi cho cô ấy ăn thoải mái. Ăn suốt ngày. Ăn xả láng. Ăn khi nào nổ bụng ra chết tươi. Hả? Thôi con ơi. Ăn vừa thôi. Ăn mà vỡ bụng thì nhạc phụ mời con rể một chén rượu. Vâng, xin kính nhạc phụ hai chén luôn. Con ơi, uống ít thôi, uống nhiều say đấy. Nhạc phụ yên tâm đi, riêng về rượu
nhà phụ phải gọi con bằng cụ. Cơm no rượu say rồi, bây giờ xin phép nhạc phụ em lại nhà nhé. Này con rể. Ở lại đi con. Thơm con gái mặt to như cái mốc nữa. Hậu vệ nhanh về. Này. Sao lại đi về làm thế nào? Thế còn là ăn hỏi thì như thế nào? Thế định bao giờ tổ chức đây? Thưa với nhà phụ là cái việc cưới xin này đối với con là hết sức là hệ trọng. Cả đời có một lần thôi. Gia đình nhà con này là cốt cách thanh tao. Cho nên là con phải lại bên nhà. Con phải xin phép tổ tiên. Chọn ngày lành tháng tốt thì con sẽ sang cưới em. Con về nhá. Tốt quá. Nhưng mà nhà anh ở đâu? Làng nào? Xin cho vợ chồng chúng tôi được biết. Tiện ngày lành tháng tốt, chúng tôi đưa em nó sang gọi là giám mát. Ấy chết, sao lại để ông bà phải đưa em nó sang? Các cụ nói rồi, châu đi tìm cọc, chứ ai lại để cọc đi tìm châu? Nhà con là cốt cách thanh tao. Ông bà cứ yên tâm, rồi con sẽ sang nhá. Xin phép ông bà. Này, con rể. Thôi, bà gọi làm gì? Kiểu gì mà nó chả đến? Ôi giời, cái con bò ngu này, mày làm sao mà cốt cách thanh cao như con bò nhà tao được? Mày cứ giỏi mày đá tao đi. Nhà nó ở cái chỗ nào nhỉ? Thôi, bà ăn cơm đi, mọi việc coi như đã xong rồi. Cũng cầu mong là xong ông ạ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện này nó không đúng ý. Không đúng là không đúng thế nào, bà cứ hay lo xa. Này tôi nói cho ông biết nhá, đến bây giờ tên của nó mình cũng không biết tên là gì, nhà của nó ở đâu mình cũng không hay. Thế bây giờ nó nói như thế đấy, nhưng mà không đến nó bỏ chạy, nó không đến nó hỏi con mình nữa, thì hóa ra là việc gia đình nhà mình công cốc à? Bà nói cũng đúng, mà tôi cũng nghi nghi lắm. Cái thằng này nó tự xưng là con nhà nho có lễ nghi. Thế mà nó nói toàn xỏ xiên điều nhà mình. Đấy. Tôi chết rồi. Nhỡ nó không đến nữa thì sao? Thế làm thế nào nhỉ ông nhỉ? Thế chết làm thế nào bây giờ? Bố mẹ ơi. Chồng con đâu ạ? này, anh ấy về nhà, anh ấy chuẩn bị đồ lễ để mang sang bên này ăn hỏi con đấy. Như vậy để con về nhà rửa soạn sắc đẹp để đi đón chồng con nhé. Chị ăn rồi. Bà ơi, thế nhớ nó không đến thì làm thế nào lấy tiền biết là bù cho nó? Ôi giời, lo cái gì? Lúc bấy giờ ta sẽ mở hội kén rể lần hai. Đúng. Ôi giời ơi. Hết hồn. Ông với cái con voi mặt lợn. Ông ơi. Ông đi chậm thôi. Ông đang ăn no thế mà. Ông chạy như ngựa thế có mà lòi hết cả ruột ra ông. Phúc cha ơi. Mày rủ ai mà lòi ruột đấy hả? Ông ơi. Ông con mình vào đây. Làm chén nước ông nhỉ. Mày có tiền không? Con không. Lúc đi lúc đầu là tao nó phải giá tiền nước rồi đấy. Giờ anh đảo nước rồi. Này mày là bố tao đi hay sao mà mày đi trước tao đấy hả? Này thì tao ngang hàng với mày hay sao mà mày đi ngang với tao hả? Sư cha mày, ông là tù nhân của mày hay sao mà mày làm giải ông thế? Con cũng lấy ông đây. Ông ăn no rồi, ông lấy được vợ béo rồi, sao ông khó tính thế? Bây giờ
ông thấy con đi thế nào? Này, thấy cái đùi gà của ông đâu? Cái đùi gà của ông đâu? Đùi gà, đùi đây ạ. Hả? Mày cho hết vào bụng mày rồi à? Mà này, tao nói cho mày biết nhá, kể từ nay trở đi, mày đừng bao giờ nhắc tới cái con voi mặt lợn ấy nhá. Ông ấy, thà ông ế vợ để ông giữ cái sự thanh tao suốt đời, còn hơn phải chịu nhục sống với cái con voi mặt lợn ấy nhá.